giữa hai mùa nhớ, nắng vàng trái mật, mảnh đất than tuyên, bương than đầy lúa chín chảy một dài liền, thung lũng than tuyên ngắm giữa núi đồi mênh mông. Hỡi này em gái nhỏ, chậm bước anh theo với, gió vật nghiêng khâu co, lượn lờ trắng mây bay, cùng hương thơm rừng núi theo bước chân em về. Cho anh đây ngây ngất giữa đất trời than tuyên. Ơi ngọn núi Pú Luông, bao đời nay vẫn đây vươn mình che chở bản làng em. Qua bao mùa bão giông và dòng sông nậm mù nuôi sống bản làng ta. Cho mùa xuân nở hoa, cho ươm mầm giữ gió. Ở giữa hai mùa nhớ, nắng vàng trái mật, mảnh đất than tuyên, mường than đầy lúa chín chảy một dài liền, thung lũng than tuyên ngắm giữa núi đồi mênh mông. Hỡi này em gái nhỏ, chậm bước anh theo với, gió vật nghiêng khâu co, lững lờ trắng mây bay, cùng hương thơm rừng núi theo bước chân em về. Cho anh đây ngây ngất giữa đất trời than tuyên. Ơi ngọn núi Pú Luông, bao đời nay vẫn đây vươn mình che chở bản làng em. Qua bao mùa bão giông và dòng sông nậm mù nuôi sống bản làng ta. Cho mùa xuân nở hoa, cho ươm mầm giữ gió, mình cùng nâng ly lưu luyến tình trao tình. Rời chi đó em đã trót buộc đôi mình. Ơi ngọn núi Pú Luông, bao đời nay vẫn đây vươn mình che chở bản làng em. Qua bao mùa bão giông và dòng sông nậm mù nuôi sống bản làng ta. Cho mùa xuân nở hoa, cho ươm mầm giữa gió, rượu nồng men say đã nói trọn ơn tình. Cùng về than nguyên ai chi vậy đó. 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 Đó
Tết độc lập của huyện Than Uyên thì rất đặc biệt, có 102. Và đây là trang phục của các cô gái Tầm Mông đây. Đây, trang phục của các cô gái Tầm Mông đây, rất đẹp. Công ty cổ phần sữa quốc tế Ba Vì xin kính chào quý khách. Chúng tôi chưa sản xuất các loại sữa đặc sản Ba Vì mang thương hiệu Ba Vì Green Farm Milk và trong kem Farm Milk. Tự hào là công ty duy nhất tại Ba Vì có trang trại chăn nuôi của huyện Than Uyên. Đây các bạn trẻ đây, năm thanh niên tú đang đi chơi cái độc lập của huyện Than Uyên. Đây là không gian trưng bày sản phẩm ô cốp của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, rất là phong phú mặt hàng. Đây là không gian trưng bày của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, các sản phẩm ô cốp mang thương hiệu của các địa phương. Và đây là không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp thành phố Lai Châu. Đây là các chị các người dân tộc Thái, Lai Châu các bạn nhé. Anh chị đang đi chơi hai chị. Chưa có một địa phương nào tổ chức cái độc lập vui như huyện Than Uyên.
Mọi người cũng một đông. Mày đi kiếm người yêu? Đâu làm gì đổ về trung tâm này. Thế nó có cả đi bộ kia để hòa mình vào không khí vui tươi của địa phương. Nói thế nào rồi? Đang ở trong phố nhà thì không, phố thì đông ấy. Giới thiệu các bạn, đây là sân vận động huyện Thanh Nguyên, trung tâm tổ chức các sự kiện. Từ năm 2012 đến năm 2020.